Xin chào cô nàng tóc xoa rối. Ra anh Tuấn Tú. Chào cậu tóc xoa rối. Hôm nay đi học sớm thế. Ê đừng, cậu đang làm gì tóc mình vậy? Ông bà ta có câu cái răng cái tóc là gốc con người. Tóc cậu cháy nắng hư tổn hết trơn rồi mà còn định dùng nhiệt uống tóc nữa hả? Trước khi uống tóc thì cậu hãy sử dụng em serum Hair Laura này đi. Cái này có nhiều cách sử dụng lắm, để mình chỉ cho cậu mấy cách thông dụng nhất nha. Cách đầu tiên là sử dụng trước khi sấy tóc. Đây là cách đơn giản nhất và có hiệu quả ngay sau khi sử dụng luôn á. Lúc mà sấy tóc xong, mái tóc của cậu sẽ trở nên mềm mượt, bóng bẩy, thích lắm. Còn cách hai là cậu sẽ uống tóc qua đêm. Làm cái này sẽ giúp nuôi dưỡng tóc tốt hơn sau những ngày đối diện với cái nắng 40 độ và bao nhiêu bụi bẩn ở ngoài. Còn hôm nào mà rảnh muốn relax cậu có thể thử cách 3, cũng là ủ tóc nhưng mà là ủ trước khi gội 15 đến 30 phút. Cách này cũng có công dụng là nuôi dưỡng tóc tốt hơn và khi gội sẽ hạn chế gây rối tóc và rụng tóc nữa. Tới cách thứ tư này là siêu nhanh gọn lẹ luôn, đó là pha serum hair với dầu gội, dầu xả hoặc là kem ủ tóc. Nếu mà không có thời gian làm cách 3 thì cách này vẫn rất là hữu dụng. Tóc cậu sau khi gội sẽ cảm thấy rất là mềm mượt và dễ chải, hạn chế tình trạng gây rối tóc, rụng tóc. Và cách cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là sử dụng trước khi uống tạo kiểu tóc. Không những là bảo vệ tóc khỏi nhiệt mà còn giúp tóc cậu tạo kiểu đẹp hơn nhưng mà tóc vẫn còn mềm mượt. Như cậu thấy cái lọn tóc mà sau khi đã sử dụng serum hair uống rất là đẹp và vào nếp. Còn bên kia tóc không dùng serum hair thì cái lọn uống nó khá là khô sơ và bị đơ nữa đúng không? Wow, mà trong chai serum này nó còn có mùi thơm dịu dàng mà dễ chịu ghê á. Tất nhiên rồi, vì em serum Hair Laura này có chiết xuất từ 6 loài hoa quý mà. Và giờ thì cậu đã có biệt danh mới rồi đó. Oh my god, did you see the new girl? What new girl? Over there. I think her name's Jenny. Is she pretty? No. What a pity. Let's go see if her daddy's got money. Oh my god, hey, your name's Jenny, right? You could be a model if it weren't for your height. Oh my god, I see it. Don't you though? Wait, really? No, you stupid hoe! Có dậy đi học chung ơi, trễ giờ rồi! Ra liền, đợi 5 phút! Cậu suốt ngày cứ ghen ghen, hạn chi 5 điểm hoài là phải. Ai nói, tối qua tôi thức khuya học bài đó nha. Điêu, động lực nào khiến cậu chịu học bài vậy? Crush của tôi chứ ai, cậu ấy được 8 điểm lận, nên tôi phải cố gắng thôi. Nghiêm túc dữ à. Bên đây sinh nhật của cậu, có quà tặng cậu nè. Tôi nghĩ có cái này, cậu sẽ được tăng điểm lên đó. Tặng gì vậy? Đây là hộp quà Xbox for Men, sau nát khử mùi của AB. Hộp quà thiết kế tinh tế sang trọng này sẽ hỗ trợ khử mùi toàn thân cho nam giới đó. Trong đó có cái chai nhỏ này là son nát AP Men, dùng 2-3 lần một tuần là được. Còn chai lớn là xịt khử mùi hôi chân AP, dùng hàng ngày dùng tôi cái ngang. Lên 8 điểm luôn rồi kìa. Đúng là tình yêu có thể thay đổi được một con người ha. Vậy giờ tôi tỏ tình cậu được chưa? Đi đây. Hả? Gì? Cái gì xuất hiện trên đầu mình vậy? Trên đầu mọi người cũng hiện cái gì cơ? Nên đồng, bạc, vàng gì đó. Học sinh nhé. Cô chào cả lớp nha. Rồi, các em lập đội chơi game đi. Hôm nay tất cả phải tăng một hạng cho cô đó nha. Hả? Mình ở hạng đồng. Vậy là hạng thấp nhất luôn rồi. Khôi, Idolita nên lên rank cao thủ luôn rồi hả? Ừ. Khôi trên cao thủ luôn. Khôi, cậu cho tớ vào đội mới được không? Được chứ, cậu lên Lita bút tớ đi. Ở trên Lita không thiếu bạn đồng hành đâu nhé. Có bạn thì xinh đẹp, có bạn thì chơi siêu giỏi, còn có bạn là bộ trưởng bộ ngoại giao nữa đó. Yes, tớ một đứa rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha, đồng hành với Khôi. Không có gì đâu, nhiệm vụ của tớ mà cảm ơn gì chứ. Cô bé ngốc này. Ủa Như, em đã tìm được đội chơi game chưa? Dạ. Khôi ơi, cậu cho tới chung đội với cậu. Đi ra chỗ khác. Sao mà không giống như tưởng tượng miếng nào hết vậy trời. Lita có trong bio của tôi nè, mọi người chơi cùng tôi nha. Aha, biết được thói quen của Sunmate rồi, chắc chắn là mình sẽ tìm ra được cậu ấy trước lúc mình 18 tuổi. Được ngày chủ nhật nhàn rỗi mới đi thôi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Sunmate. Vậy thì mình nên mua nước hoa tặng cậu ấy rồi. Dịch chuyển chi thuật. Ôi ghê chưa?
Lại là shop đồ dùng phụ kiện Miniso thân quen của tôi. Miniso chuyên bán đồ dùng phụ kiện thiết yếu nên tất nhiên không thể thiếu nước hoa rồi. Thì vô tôi có hỏi chị nhân viên là nước hoa nào phù hợp để đi chơi với crush, với soulmate đồ đó. Thì chị ấy có gợi ý cho tôi chai nước hoa Dating You Perfume. Đây là loại nước hoa bán chạy nhất của Miniso luôn á. Mùi sen nhẹ nhàng mà còn thơm và ngon nữa. Ngon ở đây á là mùi thơm tương tự như các thương hiệu sang trọng khác, nhưng mà giá lại ngon rẻ đó mọi người. Wow. Mình có hỏi thêm là có mùi nào hương hoa lavender không chị? Thì đây có luôn, kem tinh dầu này nè. Thường thì mình sẽ đặt ở trong phòng ngủ á, rồi mỗi lần đi làm về vào phòng một cái là có cái mùi thơm lavender, tao nói nó dễ chịu mà nó rì lá lắm kìa. À quên, mà nãy giờ chưa mua quà cho soulmate nữa, trời ơi. Một sự lựa chọn thay thế tốt cho Bleu de Chanel. Nên là mình sẽ chọn em nước hoa này để làm quà cho soulmate. Nó có nốt lóc là mùi cây tuyết tùng về tím và bạc hà. Đây là một sự lựa chọn thay thế thân thiện với ngân sách cho sự sang trọng này. Mùi này khiến cho mình có cảm giác mạnh mẽ và nam tính hơn. Ôi, sắm sửa như là đủ rồi. Mà lúc đã thanh toán á, cứ hoa đơn 100k là được tặng một món quà bất kỳ nữa. Trời ơi, thích ghê luôn á. Vậy thì có khác gì tụi mình đâu. Hôm nay thời tiết đi dạy hóa, hình như đổi mùi nước hoa mới thì phải. Mà cái mùi này nghe quen lắm. Thầy tiết đi ơi. Sao, chuyện gì? Em muốn hỏi là nước hoa của thầy xài là của hãng gì vậy? Là vợ của thầy tặng quà sinh nhật, Miniso gì đó thì phải. Ờ, thì ra là thầy có vợ rồi. Là vợ tương lai thôi, ý là soulmate của tôi đó. Cô ấy thua tôi 9 tuổi lận, nghe bảo cô ấy muốn tìm ra tôi trước lúc 18 tuổi. Hả? Ơ, sao mắt của mình lại màu xanh lá? Màu xanh lá là của Mai Cà Rồng mà. Nhưng mà cả nhà mình là người sói mà. Ôi trời. Wow, mới đẹp có một bên thôi, mắt to tròn long lanh quá đi. Như à, dậy chưa? Hana qua chơi nè. Như, sao màu mắt của con không giống ba mẹ tí nào vậy? Dạ. Hello. Wow, sao này đẹp mắt kính luôn vậy? Chào mọi người. Ồ, Hana, con cũng là người sói hả? Màu mắt của con cũng giống cô á nè. Là sao vậy? Chả phải cậu nói ba mẹ cậu là Mai Cà Rồng sao? Thì ba mẹ tớ là Mai Cà Rồng mà. Tớ chả hiểu sao tớ lại có mắt màu xám nữa. Mà cũng kỳ lạ thiệt. Ba mẹ tớ là người sói, nhưng màu mắt của tớ lại là của Mai Cà Rồng nè. Nhưng mà mắt cậu đâu có màu xanh lá đâu. Là do tớ đang đeo len của Kilala đó. Kilala đã có hơn 12 năm kinh nghiệm về kính áp tròng, cho nên cũng yên tâm về chất lượng và an toàn cho mắt. Màu sắc của len khi đeo lên mắt nhìn trông rất tự nhiên. Em đó, cảm giác tự nhiên như không đeo vậy. Tạm như vậy đi. Thôi, bây giờ xuống nhà, tụi mình lấy bánh kem nấu sinh nhật nha. Chả hiểu sao hai đứa mình lại sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn cơ chứ. Đúng là duyên số mà. Bà xã à, anh mới từ bệnh viện Hùng Vương về. Em nghe anh nói đây. Có chuyện gì hả anh? Khi xưa, lúc ở trong bệnh viện, chúng ta đã nhận nhầm con của Ma Cà Rồng rồi em à. À? Chấn động khúc này rồi mấy bà ơi. Tôi được trai đẹp tỏ tình nhưng mà người đó không phải là ông Thành Bớt. Cái gì vậy trời? Chuyện là bữa nay tôi đi sắm đồ để chuẩn bị đi biển. Thì tôi đi trúng vào cái dịp sinh nhật của VM Style á. Cho nên là có mua một tặng một với lại tặng quà quá trời luôn. Bởi vậy trúng mánh luôn. Sẵn tiện tôi quay cái vlog phối đồ đi biển cho mấy bà tham khảo luôn nè. Hello mọi người. Thì sắp tới mình phải đi đảo Bình Hưng á. Cho nên là hôm nay mình thực hiện cái thử thách đó chính là đi lựa đồ biển. Nhưng mà nói thiệt luôn nha, đồ biển mà dễ thương nè, đáng yêu nè, trẻ trung nè, là mình chỉ có tới VM Style thôi. Tại nó quá nhiều đồ luôn, lựa nó đã. Nhìn nè, trời ơi, dễ thương quá. Ôi thiệt sự là lúc đầu mình tính là mua 5 bộ thôi mà tới đây thấy cái nào cũng ưng hết vậy trời. Rất là đa dạng luôn á. Nè, trời ơi xinh quá à. Đúng cái gu của tôi luôn á trời. Trời ơi, áo gì mà quá trời áo gì trời. Ôi chết cha, vũ trụ gọi. Phải mua thôi. Bây giờ hai cái này lấy cái nào đây mọi người? Cái nào cũng cái màu hồng giống nhau nhưng mà cái kiểu nó khác nhau. Đẹp quá à. Cái này mặc vô tôn dáng lắm luôn á. Cái này mặc vô thì che được cái bắp tay to nè. Áo trending ha. Tua rua ha. Đẹp quá à. Đủ màu luôn. Khác chữ ta. Ui, cháy rồi. Ba mẫu này đang cháy hàng rồi nè. Không có để mua nữa. Tới công chuyện luôn. Bây giờ nên chọn yếm quần hay yếm váy đi trời. Yếm váy thì mặc vô đó, khoe chân dài đồ ra. Còn yếm quần mặc quá dễ thương. Nghe thấy chưa? Rất là cute luôn á. Áo cũng quá trời. Rồi quần jean cũng quá trời. Muốn phối gì đâu phối.
thường cho tới cái khúc này nè mấy bà. À, em ơi, à, anh có món quà muốn gửi tặng cho em á. Dạ. Ủa nhưng mà sao tặng em vậy anh? Em cầm giùm anh đi. Trời ơi, đã dữ ha. Tặng quà đồ ha. Không có, không phải, không phải. Biết ngay mà. Bởi vì đi mua đồ không dẫn tôi theo là tôi nghi rồi. Mấy cái hai tay đúng không? Dạ, anh hiểu lầm rồi. Thì bên shop em đang có chương trình tặng quà tri ân cho toàn bộ khách đến cửa hàng nhân dịp sinh nhật 8 tuổi này đó anh. Em. Dạ anh ơi. Ủa sao vậy em? Dạ anh ơi, anh có muốn lấy đồ của chị Thoa lấy hồi nãy không ạ? Bà đang giận mà. Thôi kệ, lấy cho bà vui. À, có chứ em. Ờ, cái bình này nhiêu? Dạ 5 triệu ạ. À. 5 triệu ạ. À. Dạ còn ở dưới nữa anh. À, tại vì mua một tặng một cho nên là tôi hơi lố tay xíu. Mấy bà tới lẹ đi nha, chồng là hết chương trình đó. Phần 4, cận cảnh vẻ đẹp của con thác và chuyến đi về liệu tôi có bỏ cuộc. Trời ơi, hồi tối ở trong liệu tôi với ông Thành hoàng hoại lắm nha. Người ta đã cho mỗi người một cái túi ngủ rồi, tôi với ông ngựa lắm. Tháo cái túi ngủ ra thành hai cái mền, xong hai đứa đắp chung rồi đấy đó. Trời ơi, nửa đêm nó lạnh má ơi luôn. Xong cái chả chui vô cái mền lại, chả kéo lại làm cái túi ngủ. Còn tôi không biết cách xài. Cái túi ngủ nó có hai cái đầu, một cái đầu là thoáng ra để lòi cái đầu của mình ra, còn một cái đầu là bích lại để mình bích cái chân mình lại. Tôi chầm lộn ngược cái đầu cứng, tôi chầm mẹ cái đầu luôn, thở không nổi. Đang ngủ tưởng ai bịt mũi thở không nổi, giật mình dậy sợ quá trời. Rồi 5:30 sáng cả đoàn đi xuống chỗ cái vị trí này chụp hình nè. Chỗ này có cái cây cô đơn mọc lên nhìn xinh ha. Trời ơi, cây mà mọc trên đá luôn vậy á. Còn cái tảng đá này giống y như cái đầu kinh công luôn nè mọi người. Ở trong tôi có mặc bộ bikini nữa nè, nhưng mà chỗ đó đông người quá không có chụp. Tôi với ông Thành phải lội xuống tiếp trước kia thì mới chụp được. Đi xa như vậy chụp lên không dính người rất là đẹp nha. Chụp tới 8 giờ thì tôi lên ăn sáng nè. Sáng hôm nay mình sẽ ăn nui với lại là xương. Bữa ăn này thì mấy anh bên đoàn cũng chuẩn bị luôn á. Trong đầu của tôi lúc nãy cứ nghĩ là ăn sáng xong vô thay bộ đầm lụa nè, xuống chụp suối nè. Xong rồi đem thay bộ bikini xanh nữa xuống chụp bộ nữa nè. Rồi tôi nghe cái tin 30 phút nữa đoàn sẽ đi về mà tôi nuốt hết nổi luôn. Tại vì lịch trình của đoàn đã như vậy, bây giờ muốn ở lại thì ở một mình. Cũng may là hồi tối ngựa bà quện cái đầm lụa vô chứ không là tiếc chết. Có mấy bà thắc mắc là vệ sinh đi sao thì trong này có cái nhà vệ sinh luôn nha. Muốn đi nặng thì vô đó đi, còn muốn đi nhẹ thì con trai đi ra dễ rồi, chỉ có con gái tụi mình là khó thôi. Mấy bà kiếm cái lùm nào mà đừng có rậm, nó thoáng thoáng một xí để có con nào ra thì biết đường mà nhảy, chứ lùm mà rậm quá nó ra nó cắn con chẻm là gỡ không kịp đó. Trời ơi, hôm qua tôi nghe mấy anh nói lúc về đi phẻ lắm, đi có 6 cây số mà đi đường nhựa, đi 3 tiếng là tới nơi rồi. Cái bữa nay tôi leo tới con dốc đầu tiên cái tôi thấy nó lạ lạ, sao mình đang ở trên cái thác mà bây giờ mình phải đi lên nữa ta. Trời ơi, tôi nói lên hết cái dốc này nó tới cái dốc khác, rồi hết cái dốc khác nó tới cái dốc cao hơn. Má ơi, cái dốc nó dựng đứng lên vậy á. Rồi lên dốc đã, bây giờ đi xuống. Mà xuống xong mình xuống nữa, xuống nữa xong mình xuống nữa nữa nữa, xuống nữa đã rồi đi lên. Trời ơi, tao nói lội lên lội xuống cũng trên 20 con dốc. Tôi nói thiệt luôn là tôi mệt gấp 3 lần lúc đi á. Rồi đang đi mệt muốn chết mà cha nội này chọc cho chửi hoài. Ở nhà chửi chưa đã, gì lên đây còn chọc cho chửi nữa. Thằng cha này chả không nghe chửi là chả đi không nổi hay sao á. Mà tự nhiên chả nắm tay tôi, chả kéo tôi đi thì tôi thấy cái chuyện đó nó cũng không có gì to tát. Mà biết sao chả kéo. Đón sinh nhật đơn giản tại quê nhà. Hồi nhỏ mỗi lần tới sinh nhật á là không bao giờ muốn tổ chức ở nhà đâu, cứ xin tiền má là má ơi cho con tiền con đi xuống với quán, con mời bạn xuống quán ăn sinh nhật rồi thích đi hát karaoke. Mà tôi xin vậy thôi chứ có bao giờ má tôi cho đâu. Má tôi toàn nói hở là rủ bạn về nhà đi, rồi má làm ram cho ăn, rồi má làm gà đồ cho ăn, không có cần đi đâu hết tốn tiền. Xong cái tôi dậy không chịu, không con không thích ăn ở nhà, con thích đi ăn ở quán thôi, má làm đồ ăn dở lắm. Rồi mọi người biết má tôi trả lời sao rồi đó. Ăn không ăn thì nhịn, sinh nhật mày chứ có phải sinh nhật tao đâu. Hồi đó chê vậy thôi chứ giờ nghĩ lại đồ ăn cũng ngon quá trời, rồi có bánh kem rồi bài bản lắm nha. Rồi lên cấp 3 tôi học xa nhà, sinh nhật tới công chuyện luôn, tôi dẫn bạn bè vô trong karaoke, tôi bao nguyên phòng luôn. Hát karaoke xong chưa có đã đâu, tân hai đi ăn bờ kè rồi tăng ba đi quảng trường chơi nữa. Tại vì hồi đó cái gì nào là bạn trong lớp nè, bạn trong khối nè, rồi bạn chơi thân riêng nè, rồi mấy đứa em nhỏ lớp dưới hơn. Trời, tôi nói là còn một tháng nữa sinh nhật nha, là nguyên một tháng nữa tôi nhịn ăn sáng. Tôi nhịn ăn sáng để dành tiền làm sinh nhật á. Mà hồi đó thấy vậy vui lắm, thấy đã lắm, làm màu mà. Còn bây giờ lớn rồi đi làm ăn xa nhà, trời ơi khao khát một cái sinh nhật được tổ chức tại nhà luôn á. Nhưng mà năm nay về tôi không có tính làm sinh nhật đâu, tại vì là năm nay rơi trúng ngày giỗ của cậu tôi luôn á. Thì buổi sáng buổi trưa là giỗ cậu tôi xong nè. Nhưng mà mấy gì với mấy em thì rủ nhau ra nhà tôi nè, xong rồi làm mấy món đơn giản ăn nè, cả nhà ngồi quay quần bên nhau như vậy là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc rồi, không có gì bằng hết trơn á. Không hiểu sao á là càng lớn mình càng ngại làm sinh nhật á, mà cũng ngại nhận quà từ mọi người nữa, chỉ muốn về với gia đình thôi, có gì ăn nấy là cảm thấy vui lắm rồi. Mọi chuyện sẽ rất là bình thường cho tới cô em tôi nó giả chén muối ớt. Trời ơi, nhìn cái chén muối ớt là muốn chấm miếng thịt vô liền luôn. Cho nên bé chuột này thấy chưa, nó chấm miếng tôm nó ăn liền. Đó, rồi anh Khải nè, trời ơi nhìn nó ngon dễ sợ. Mà sinh nhật của tôi mà sao tụi nó ăn dũng hết trơn vậy trời. Tôi tính là tụi nó phải để bụng lát nó ăn chứ ăn cho cố dù lát nó ăn không nổi. Mà tôi chấm xong miếng tự nhiên tôi muốn bài tiệc ngay chỗ cái bếp này ăn luôn á. Trời ơi nó quá ngon. Sao sinh nhật mà đi ra đá cái chuối vậy?